ngọt là sao trời? Mới mua được một cái bịch trái tắc Đài Loan nha. Nhưng mà nghe nói là trái tắc này nè, nó rất là ngọt luôn. Ê, nhưng mà nó mắc quá à. Nửa ký mà 110 ngàn, là một ký là 220 ngàn trời ơi. Đây là trái tắc của Việt Nam mình nè, còn đây là trái tắc của Đài Loan á. Thì nhìn chung thì mình thấy là trái tắc Đài Loan này nè, nó dài hơn, nó bầu hơn. Còn trái của Việt Nam mình là nó tròn nè. Nhưng mà trái của Việt Nam mình thì lại mềm hơn mọi người. Bóp vô cảm giác nó mọng nước hơn. Còn cái trái tắc Đài Loan này nó cứng lắm. Nè, mình bóp mình cảm thấy rất là cứng luôn á, và mình cảm giác nó không có nước nhiều á. Bên trong á là nó như vậy nè mọi người. Hủi không có nghe mùi hết trơn à, nó không có thơm giống như trái quắc của mình. Bị hồi hộp á. Trời ơi, hủi nó không thơm nhưng mà ăn vô nó rất là thơm luôn á. Nó rất là ngọt luôn, nhưng mà nó ngọt cái kiểu ngọt thanh đó mọi người. Nó không có phải kiểu ngọt gắt nha, nó thơm lắm mọi người. Cái vỏ của nó giòn giòn dai dai, chỗ trắng 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 mọi người. Trời ơi, nó mềm, nó xốp lắm kìa. Mình thấy có hột, nhưng mà sao ăn vô mình cảm giác như cái hột nó cũng mềm, sao mình nhai luôn được luôn, nó không thấy đắng gì hết trơn ạ. Cảm miếng muối. Trời ơi. Nhưng mà mình ước là nó có thêm một xíu vị chua nữa nó sẽ ngon hơn. Nó không có vị chua nào luôn. Trước khi cho thành bó trải nghiệm cái sự ngọt ngào thì mình phải cho ông trải nghiệm cái sự chua chát trước. Cất cái này đi. Giấu. Giấu xa xa này. Rồi. Bỏ cái tắc này lên. Mình sẽ nói là cái tắc ngọt, đây là tắc này. Mình sẽ ăn thử luôn. Mình sẽ giả bộ cho nó ngọt luôn để cho ông ăn. Trời ơi, lâu quá hả? Một tắc Đài Loan siêu ngọt luôn á. Đài Loan cái con khỉ, cái tắc Việt Nam. Không. Mình biết tắc Việt Nam. Không, nhìn nó giống vậy thôi. Nó y chang luôn nhưng mà nó rất là ngọt. 110 ngàn mà có bấy nhiêu đây đó, còn tắc Việt Nam là 5 ngàn một đống luôn. Tắc Đài Loan mà giống y chang tắc trà tắc ngoài á. Không, nhìn nó vậy thôi, bởi vậy tao mới nói, bởi vậy mới đáng để quay nè. Nó rất là ngọt luôn. Rồi thử trước đi mới tin. Trời ơi, nó siêu ngọt luôn á mọi người. Cơm. Nước có nhiều mà rất là ngọt luôn. Ghê vậy? Nghe cái mùi chua lộm. Không, cái hột nhai cũng không bị giống luôn á. Thiệt luôn hả? Thiệt luôn, siêu ngon luôn á. Sao nhai được cái vỏ vậy? Không có ngon, nó ngọt lắm, nó ngọt từ cái vỏ mà. Thiệt ơi. Ai vậy? Không có mọi người. Đúng không? Nó ngọt lắm, không cần chấm muối luôn á. Trời ơi, tắc. Chua quá à. Quỷ này dụ lâu ăn như quỷ vậy, làm tao nhai hết tao nuốt hết trơn luôn. Thì mình ngồi nói nhiều không chịu ăn. Xạo thấy ăn sao cái mặt như tỉnh queo quá mà chua muốn chết, ráng nhịn á. Nhịn để đổi lấy dây phút đám cây của thành boss đó mọi người. Kinh khủng. Đây mới là tắc Đài Loan nè. Chua khác gì chanh luôn á. Nó đắng quá. Ăn luôn nguyên trái nó mà đã, cắn hoài. Nếu chỗ mọi người á mà có bán cái này á, mọi người mua về ăn thử nha mọi người. Đáng thử luôn á. Thật sự thì những cái vị này mình nên thử một lần trong đời, nó ngon lắm mọi người. Nói thì mắc vậy thôi chứ tính ra 110 ngàn thì mua về ăn thử thì cũng không có mắc đâu mọi người. Không, nó giỡn, cái này mới là tắc Đài Loan nè mọi người. Nhớ mua tắc này về ăn nha mọi người. Không, thật ra nãy giờ không có chua đâu. À, diễn á. Nè, không tin là cho ăn thử nè. Thôi lần sau đừng nói chuyện, nó chuyện không vui.